Hai năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc xuất hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch sinh thái, thu hút nhiều du khách trong và ngoài huyện đến tham quan. Mô hình ao sen Trúc Quỳnh tọa lạc tại tổ 14, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc của gia đình chị Nguyễn Thị Hậu là một mô hình như thế. Đây cũng là một điển hình trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của nông dân huyện Xuyên Mộc. Hai năm trước, thay cho những cánh sen hồng khoe sắc trên mặt hồ, cùng những cây cầu khỉ, những chòi câu cá giải trí như hiện tại, là một cánh đồng lúa với năng suất và sản lượng không như mong đợi. Điều đó luôn khiến chị Nguyễn Thị Hậu, tổ 14, ấp Bà Rịa, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, bận tâm lo lắng cho tương lai phía trước của gia đình. Mà thấy trồng lúa cái khu vực này nó thấp quá, nên nó trũng thường thường nó bị ngập lụt không à, nó thu nhập nó không có được cao. Một năm nó khoảng chừng 20 triệu à. Cho nên là mình mới chuyển đổi sang mô hình là kết hợp du lịch ao sen Trúc Quỳnh. Qua tìm hiểu từ báo đài, lại được Hội Nông Dân tổ chức cho tham quan các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng du lịch miền vườn ở miền Tây, Lâm Đồng giữa năm 2018. Chị Hậu bàn với chồng mình cải tạo lại ruộng lúa đất vườn theo hướng phục vụ du lịch sinh thái, lấy sen làm điểm nhấn. Mới đầu tiên thì cũng chuyển từ lúa sang sen để nâng cao thu nhập. Rồi bà con, anh em, rồi một số khách người ta tham quan chụp hình thấy đẹp. Người ta đề nghị là mở rộng thêm diện tích và phục vụ luôn cả về cái dịch vụ ăn uống. Được huyện hội, rồi ở bên khuyến nông, rồi trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh thì cũng hỗ trợ. Quyết định là làm ngay. Những thứ ruộng lúa trũng nhất, sâu nhất được cải tạo thành ao để trồng sen, nuôi cá. Chỉ sau 3 tháng, sen đã cho hoa, khung cảnh trở nên đẹp và thơ mộng. Từ đó, ao sen Trúc Quỳnh bắt đầu được biết đến. Hiện nay, mỗi ngày, ao sen Trúc Quỳnh phục vụ vài chục lượt du khách vào tham quan, chụp ảnh, câu cá liên hoan với các loại món ăn dân dã đồng quê. Thấy những người bạn họ giới thiệu, thì mình thấy cảnh hoa sen, phong cảnh thì nó rất là thanh bình mà mát mẻ, đẹp. Tới mùa sen nở rộ lắm. Khung cảnh ở đây là mát mẻ, cái không khí nó trong lành. Và đặc biệt là vào những cái mùa mà sen nở thì rất là đẹp. Nói chung là nó hợp để cho gia đình mình tới, để cho mấy nhỏ nó tham quan. Cho nên mình thích dẫn con về để cho con nó biết là lúa nè, sen, để gần cái cảnh thiên nhiên hơn. Còn hơn thế nữa là những món ăn ở đây đặc biệt như là toàn là món đồng thôi. Mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động hơn một năm, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nhưng ước tính trong năm 2019, ao sen Trúc Quỳnh đã tiếp hơn 3.000 lượt khách. Mô hình đã giúp cho 5 lao động có việc làm thường xuyên. Riêng nguồn thu của gia đình chị Hậu tăng hơn các năm trước từ 200 đến 220 triệu đồng.